Trong Java đó các bạn, thì cái dữ liệu ngày tháng á, thì mình sẽ tương tác thông qua cái lớp đối tượng là cái lớp date. Thì ngoài ra mình sẽ có một số cái lớp đối tượng của cái lớp trừu tượng calendar, nó sẽ có nhiều cái lớp con để mình, nó cung cấp cho mình nhiều cái phương thức để mình tương tác với ngày tháng rất là linh hoạt. Thì trước tiên thầy sẽ demo trình bày cho các bạn về cái date này trước, rồi một lát nữa mình sẽ đến một cái lớp con của calendar. Như vậy là để tạo ra một cái đối tượng ngày tháng đó các bạn, thì các bạn sẽ sử dụng cái hai cái phương thức cơ bản như thế này. Thì trong đó nếu mà các bạn sử dụng cái phương thức nail date như thế này nè các bạn, tức là các bạn tạo ra đối tượng bằng cách này là đối tượng ngày tháng đấy, thì tự động nó sẽ lấy cái thời điểm cái ngày hiện tại cho mình, thấy chưa? Còn nếu mà các bạn tạo ra đối tượng bằng cách này thì các bạn chỉ định số mili giây, số mili giây. Thì cái số mili giây này là gì các bạn? Các bạn hình dung giống như thằng này vậy. Cái số mili giây á, thì khi mà các bạn lấy cái time á các bạn, thì thường nó trả ra cái số mili giây. Thì số mili giây này các bạn phải biết là nó sẽ lấy cái mốc thời gian là cái này nè các bạn. Từ 0 giờ 0 phút 0 giây ngày 1 tháng 1 năm 1970. Đấy, nó sẽ tính, ví dụ như các bạn lấy thời điểm hiện tại, các bạn get time ra, thì nó sẽ tính số mili giây từ cái mốc thời gian này cho đến thời điểm hiện tại cho mình. Nha. Như vậy là sau này các bạn nếu mà có cái số mili giây này, các bạn có thể bỏ vô đây để nó bạc thành cái kiểu đối tượng ngày tháng, để cho các bạn có thể tương tác với một số cái thông tin xử lý có sẵn trong các cái phương thức của cái đối tượng ngày tháng. Nha. Thì cái số mili giây này mình nghe qua nó có vẻ như là nó vô dụng, không biết là tạo ra con số ra phức tạp lớn như vậy để làm gì. Nhưng mà thực tế sau này khi mà các bạn phát triển ứng dụng đó các bạn, khi mà các bạn lưu trữ ngày tháng bằng những cái con số mili giây này nè, thì cái việc mà các bạn thao tác, các bạn tương tác với ngày tháng á, nó sẽ nhanh, nó hiệu quả hơn so với cái việc mà các bạn lưu trữ nguyên cái đối tượng ngày tháng xuống ở cơ sở dữ liệu. Thì cái này nó sẽ có rất nhiều cái ý nghĩa trong cái việc mà mình lưu trữ, mình truy vấn dữ liệu sau này nha. Rồi thì tương tự như vậy, cái date này nó cũng là một cái dạng đối tượng tham chiếu, nó giống như thằng mãn với thằng chuỗi vậy, thì nó cũng sẽ có một vài cái phương thức để mà mình sử dụng. Ví dụ như mình có một cái phương thức before nè, kiểm tra ngày trước của một ngày, rồi after là ngày sau, rồi echo là so sánh giống nhau về nội dung, còn compare to thì nó cũng giống hệt như cái chuỗi này, so sánh ngày này nó lớn hơn ngày kia, nó nhỏ hơn ngày kia hay nó bằng ngày kia, thì nó cũng trả ra một cái số dương. Thì ý nghĩa của hai phương thức này nó giống hệt như hồi nãy mình làm việc trên chuỗi vậy. Đấy, cái cách xử lý, cái cách trả dữ liệu ra thì cũng tương tự như vậy, nhưng mà nó làm việc ở trên cái đối tượng ngày tháng thôi, thấy chưa? Thì trong đây đó nó sẽ có hai cái thao tác mà các bạn cần phải nắm rõ và mình sẽ sử dụng thường xuyên. Cái thao tác thứ nhất là mình chuyển cái đối tượng ngày tháng của mình thành một cái dạng chuỗi để mà mình hiển thị ra, hoặc là mình xử lý cái gì đó. Cái cú pháp thứ hai là các bạn chuyển từ một chuỗi thành cái đối tượng ngày tháng. Thì lúc đó các bạn sẽ cần phải sử dụng thông qua một cái lớp, nó gọi là cái symbol date format. Thì bây giờ các bạn coi thầy demo cái chỗ này một chút. Rồi, thì bây giờ ví dụ như thầy có một cái đối tượng ngày tháng như thế này. Thầy đóng cái này lại ha. Rồi, mình tạo ra một cái ngày tháng nha các bạn. Các bạn có thể tạo ra một cái date. Được chưa? Các bạn bấm thì nó sẽ import vô cho mình cái này nha các bạn. Cái date nó nằm trong đây. Đấy, mình có một cái biến d, mình nêu ra một cái date. Đấy, nếu mà các bạn dừng ở đây thì cái này nó sẽ lấy cái ngày hiện tại cho mình. Được chưa? Rồi, thì bây giờ giả sử thầy muốn xuất ra cái ngày tháng của thầy theo cái định dạng như thế này nè. Ví dụ như hôm nay là ngày 31 tháng 10 đúng không? Thì nó sẽ, thầy muốn nó xuất như vậy. 2021 tháng 10 31 rồi giờ, ví dụ như bây giờ là 9 giờ đi ha. Nó sẽ là 09 giờ. Rồi 30 31 phút đi, chẳng hạn như vậy. Bây giờ thầy muốn xuất ra cái định dạng giống như thế này. Từ một cái đối tượng ngày tháng như thế này, thì lúc đó các bạn sẽ định nghĩa cái định dạng này trong một cái lớp đối tượng điển hình là cái symbol date format. Thì các bạn import vô giùm thầy symbol date ha format. Đấy, các bạn bấm xong đấy thì nó sẽ import vô giống như thế này các bạn. Được chưa? Rồi các bạn tạo ra một cái biến f bằng new symbol date format. Rồi các bạn chỉ định cái định dạng các bạn. Như vậy là cái năm á thì nó là theo cái định dạng, nó là cái chữ y các bạn. Thì sau này các bạn qua nhiều cái ngôn ngữ khác thì nó cũng là định dạng này. Như vậy là để bốn cái chữ y như thế này là thầy muốn lấy cái năm với bốn chữ số, được chưa? Y là chữ year đó các bạn. Rồi cái định dạng tiếp theo là cái dấu xoẹt, là dấu gạch ở đây. Rồi bây giờ để đại diện cho tháng đó thì nó sẽ lấy, các bạn dùng cái định dạng là m, và các bạn dùng chữ m hoa giùm thầy nhé. M hoa là nó đại diện cho cái minh, còn nếu mà các bạn để m thường á thì nó là cái minutes, tức là cái phút, được chưa? Rồi cái tiếp theo là thầy tới cái ngày thì các bạn dùng hai cái chữ d, d
D thường thôi, là D là cái ngày đó các bạn. Rồi sau đó tới cái gì? Cái khoảng cách, đúng không? Thì bây giờ mình ra cái khoảng cách ở đây. Sau đó tới cái giờ. Cái giờ này nó có hai chữ số các bạn. Thì các bạn dùng hai cái ký hiệu là cái HH giùm thầy. Đây. HH là hours các bạn, là cái giờ. Rồi hai chấm. Tới cái chỗ này là cái minutes nè, là cái phút. Thì các bạn để như thế này. Đấy, thì các bạn đưa như thế này thì tự động nó hiểu đây là cái năm, cái tháng, cái ngày mà nó sẽ xuất ra theo định dạng này cho mình. Thì các bạn muốn chuyển nó thành chuỗi thì các bạn có phương thức format. Đấy, cái format các bạn đưa cái đối tượng đây của mình vô. Thì cái hàm này nè các bạn, nó sẽ trả ra cho mình một cái chuỗi ngày tháng từ cái đối tượng này theo cái định dạng mà mình chỉ định ở đây. Đấy, bây giờ thầy xuất ra cho các bạn xem nha. Thầy xuất nguyên cái này ra. System. Rồi, mình bỏ này vô. Thấy chưa? Đấy, thì bây giờ thầy xuất cái này ra thì các bạn chạy cái này lại. Đấy, thì nó sẽ ra một cái chuỗi theo đúng cái định dạng mình mong muốn. Thì bây giờ là tới cái phút thứ 33 rồi. Thấy chưa? À, tương tự bây giờ các bạn không thích dấu xoẹt, các bạn không dấu gạch, các bạn muốn đổi thành dấu xoẹt này, các bạn đổi như vậy ha. Thì các bạn xuất ra các bạn coi như này. Đấy, nó sẽ xuất ra theo đúng cái định dạng của mình mong muốn. Thấy chưa? Rồi một cái thao tác nữa là cái thao tác ngược lại. À, các bạn muốn chuyển một cái chuỗi trở thành cái đối tượng ngày tháng để các bạn sử dụng được một số phương thức có sẵn ở trong đây. Đấy, thì các bạn sẽ dùng cũng là symbol def format luôn. Bây giờ giả sử thầy có cái chuỗi ngày tháng như thế này. Thầy có cái chuỗi ngày tháng là ngày 29 ha, tháng 02 năm 2020. Đấy, thầy muốn chuyển cái này thành cái đối tượng ngày tháng các bạn. Bây giờ cái chuỗi thầy có vậy rồi nè. Đấy, thầy có cái chuỗi string add bạn như thế này rồi. Thầy muốn chuyển nó thành ngày tháng để mà mình sử dụng các cái phương thức có sẵn ở trong đây. À, thì các bạn cũng phải định nghĩa một cái symbol def format với cái định dạng tương ứng với cái này để cho nó có thể import. Thì các bạn tạo ra một cái symbol def format ha, F2 bằng new symbol def format. Rồi, các bạn mới chỉ định dạng này. Thì cái này là cái ngày trước các bạn. Như vậy là ở đây mình phải định dạng là DD xoẹt cái. Còn cái này là cái gì? Cái tháng, và nó có hai chữ số. Thì các bạn có hai chữ M hoang. Đấy, để đây nè, hai chữ M hoang. Nó phải khớp với cái mẫu. Rồi còn cái năm thì nó là bốn số, thì các bạn để bốn cái chữ y. Đấy, nó sẽ lấy cái năm nó bỏ vô. Rồi, như vậy là để chuyển cái này thành cái date ấy, thì các bạn sẽ có một cái phương thức F2, các bạn gọi phương thức bạc. Bạc. Đấy, các bạn truyền cái F vô. Thì nó sẽ trả ra cho mình một cái đối tượng date ở đây. Đấy, cái hàm này nè các bạn, nó sẽ trả ra một cái đối tượng date. Được chưa? À, tuy nhiên các bạn chú ý giùm thầy á, là khi mà các bạn khai báo ở đây nè, cái bạc này nè, thì nó sẽ nghi ngờ rằng là có khả năng là cái dữ liệu này lỡ mà nó truyền vô không đúng cái định dạng này đó, thì xử lý làm sao. Thì các bạn nhớ là hôm bữa trong cái phần giới thiệu Java đó, thầy nói với các bạn Java là một cái ngôn ngữ mạnh mẽ. Thì khi nó phát hiện những cái đoạn code nào nó mà nó nghi ngờ có khả năng có vấn đề trong quá trình thực thi ấy, thì nó sẽ bắt mình phải xử lý. Và đây là một trong những cái điểm nó nghi ngờ này. Đấy, nó nói là lỡ mà mai mốt truyền cái chuỗi S này, cái chuỗi S này vô nè, mà nó không đúng với cái định dạng này đấy, thì bây giờ nó xử lý sao? Đấy, nó yêu cầu các bạn phải bắt cái này gọi là ngoại lệ. Thì vài bữa nữa mình học cái ngoại lệ thì thầy sẽ trình bày chi tiết với các bạn. Thì tạm thời các bạn chỉ việc khai báo cho thầy một cái ngoại lệ này thôi, cái ngoại lệ bạc exception này. Để các bạn khai báo ở trên đầu hàm giùm thầy nha. Các bạn có thể để đây nè. Đấy, nó sẽ khai báo ở đầu hàm như thế này là được rồi. Được chưa? Thì vài bữa nữa mình học tới ngoại lệ thì thầy sẽ nói với các bạn chi tiết về mấy cái này. Nha, bữa nay thì mình chấp nhận cái câu lệnh khai báo này giùm thầy. Khi mà gặp cái lệnh này. Được chưa? Như vậy là lúc này thì các bạn có một cái đối tượng đét rồi các bạn. Thì các bạn có thể dùng nó để các bạn lấy một số cái phương thức ở trong đây. Nó có rất nhiều cái phương thức để các bạn làm. Ví dụ như thầy in cái guest time ra đi. Được chưa? Thì nó sẽ tính cho mình là gì các bạn, từ cái thời điểm này đến từ cái thời điểm 0 giờ 0 phút 0 giây của năm 1970 cho đến thời điểm này là bao nhiêu mili giây, thì tự động nó sẽ tính cho mình thông qua thằng này. Đấy, mình để đây 2 ha. Bây giờ mình xuất ra thử coi bao nhiêu nha. Mình xuất ra thử ở đây system.out.println d2.getTime. Đấy, bây giờ mình chạy đây. Đấy, thì đây chính là số mili giây mà của cái ngày này nè các bạn. Tính từ thời điểm 0 giờ 0 phút 0 giây của năm 1970 nó ra số này.
Thì các bạn thấy là khi sử dụng thành đối tượng rồi đó, các bạn sẽ có nhiều cái phương thức có sẵn, nó xử lý sẵn để mình sử dụng nhiều hơn ha. Thì tương tự các bạn có thể bấm, các bạn chấm một cái để các bạn coi coi những cái phương thức ở trong đây nè. Đấy, nó kiểm tra ngày trước, ngày sau nè, rồi nó so sánh hai đối tượng ngày tháng nè, rồi nó thiết lập cái giây giờ khác nè, cái time khác nè. Rồi còn mấy cái phương thức này nè các bạn, là để lấy ngày, lấy giờ, lấy phút, lấy giây. Nhưng mà sau này khi mà các bạn lập trình lên Java, các bạn thấy là nó có cái dấu gạch bỏ này nè các bạn, thì đây là một cái dấu hiệu nó cảnh báo cho mình là những cái phiên bản sau này nó sẽ không còn hỗ trợ nữa. Do đó là mình không dùng cái này. Thì sau này ở trong cái Java nó đã hỗ trợ các phương thức này thông qua một cái lớp calendar rồi các bạn. Thì bây giờ thầy sẽ nói với các bạn về cái lớp calendar để mình tương tác với mấy cái ngày tháng như thế này. Nhưng mà trên nền calendar thì nó vẫn có những cái này nha các bạn. Do đó là mình phải biết tạo đối tượng bằng cách này. Rồi thì bây giờ các bạn coi thầy nói về cái calendar một chút. Đây cái calendar đây ha. Thì trong calendar này nó có nhiều lớp con các bạn. Ở trong đó cái lớp con calendar này là cái lớp mà mình thường dùng nhất để mà mình tương tác với ngày tháng, và nó hỗ trợ cho mình rất nhiều cái phương thức linh hoạt trong cái việc mà các bạn có thể tính ngày, tính giờ. Các bạn lấy từng thông tin ngày giờ ra, hoặc là có một cái bài toán rất là thông dụng mà các bạn thấy là dễ gặp nè. Ví dụ như bây giờ với cái thời điểm mình làm cho cái ứng dụng ngân hàng đi ha, khi khách hàng họ mở sổ ra, mở sổ tiết kiệm chẳng hạn, mình cần phải thực hiện thao tác tính toán cái ngày đáo hạn của họ đi chẳng hạn. Thì bây giờ ví dụ như hôm nay là họ mở cái ngày 31 nè, và họ chọn kỳ hạn 7 ngày, thì mình phải cộng thêm 7 ngày để mình tính coi đó cái ngày gì để mà họ nhận cái đáo hạn. Hoặc là cái kỳ hạn của họ là 60 ngày, thì mình phải thực hiện mình cộng 60 ngày để mình coi coi cái ngày tiếp, cái ngày sau 60 ngày nữa là ngày mấy để họ nhận đáo hạn. Thì các bạn có thể tự tính toán cũng được, nhưng mà trong đây nó sẽ hỗ trợ đầy đủ các phương thức như vậy. Thì thường khi mà các bạn cộng khoảng thời gian đó, các bạn sẽ vướng nhiều cái vấn đề, là cái vấn đề là nó sẽ chuyển từ tháng này sang tháng kia. Ví dụ như bữa nay 31 mà các bạn cộng 2 ngày nữa đó là nó chuyển qua tháng 11 rồi. Thấy chưa? Hoặc là các bạn cộng thêm 300 ngày nữa là nó chuyển qua cái năm khác luôn rồi. Đấy, thì các bạn phải tự xử lý những cái chuyện đó nếu các bạn tự làm. Còn trong lớp calendar này nó hỗ trợ sẵn ở trên các bạn và làm rất là gọn nhanh luôn. Thì bây giờ các bạn coi thầy demo một số cái như vậy. Thì bây giờ mình nhìn qua một số phương thức trước đi ha. Thì ở đây là cái cách tạo đối tượng nó cũng giống như các bạn tạo đét vậy. Các bạn cứ nêu ra một cái như thế này thì mặc định nó là nó sẽ tạo ra cái, lấy ra cái ngày hiện tại cho mình các bạn, y hệt như cái thằng đét vừa rồi vậy ha. Thì đây là cái lớp con của nó. Rồi cái việc mà các bạn lấy cái ngày, lấy tháng, lấy năm đó các bạn không cần phải get year, get day, get month gì hết. Tất cả của nó thông qua một cái hàm, nó gọi là cái hàm get. Đấy, các bạn chỉ cần truyền cái cờ mà các bạn muốn lấy vô thôi. Thì đây là cái danh sách các cái biến mà đã được định nghĩa sẵn ở trong calendar rồi. Và các bạn chỉ lấy cái lớp này, các bạn chấm một cái là nó hiện ra. Thì thầy lấy ví dụ như chỗ này là các bạn truyền vô calendar year đúng không? Thì cái chỗ này là cái hàm này nó mong muốn là lấy cái năm của cái đối tượng ngày tháng này ra. Nó muốn biết đây là cái năm mấy, hiện tại là năm mấy. Hoặc là các bạn truyền vô như thế này thì nó sẽ lấy ra cái tháng để nó biết đây là tháng mấy chẳng hạn. Rồi, hoặc là các bạn lấy cái giờ, lấy phút, lấy giây. Thì các bạn thấy là tất cả chỉ có một phương thức thôi, nó chỉ khác cái cờ các bạn truyền vô, thì phương thức này nó thực thi cái nhiệm vụ tương ứng để lấy thuộc tính ra nha. Thì cái này là cũng thường dùng. Rồi các bạn có nhu cầu các bạn kiểm tra một năm có phải năm nhuận hay không, thì các bạn có một cái phương thức là elip gì đấy, nó kiểm tra năm 2020 này có phải năm nhuận hay không. Thì hầu như các phương thức mà ngày tháng hồi trước đây các bạn làm bài tập trong môn kỹ thuật lập trình này, thì trong đây nó có sẵn phương thức ở trên các bạn đấy, kiểm tra năm nhuận nè. Rồi một số cái tương tác. Thì bây giờ các bạn coi thầy demo thử một vài cái ha. Còn cái này là cộng nè các bạn. Ví dụ như nó cộng thêm cái day of month đó, nó cộng thêm một ngày, thì từ cái C này cộng thêm một ngày nó ra ngày mấy. Đấy, thì ở đây nó sẽ tính cho mình. Thì bây giờ thầy sẽ demo cho các bạn cái này một chút. Giờ các bạn xem nha. Giờ thầy đóng cái này lại. Rồi thầy tạo ra một cái calendar từ cái lớp con của nó ha. Đây là cái này đây. Thì các bạn nhớ là nó import từ cái YouTube của mình này. Thì mình khai báo calendar bằng nêu cái đối tượng luôn. Rồi bây giờ thầy demo cái việc mà mình lấy cái một vài thông tin trước nha. Bây giờ mình lấy coi bây giờ đang là tháng mấy nha. Như vậy là các bạn cũng gọi phương thức get đó. Rồi cái trong đây là cái cờ thôi, đơn giản là cái số nguyên. Thì các bạn lấy cái calendar, các bạn chấm thì nó hiện ra một list các cờ, thì các bạn bấm ra thôi. Bây giờ các bạn muốn lấy year thì các bạn để cái cờ year vô. Các bạn muốn biết cái này là giá trị mấy đó, các bạn có thể đè phím control rồi các bạn click lên đây ha, đè control.
Hoặc là ở đây các bạn sẽ có một cái chỗ là ở trong đây nó không có sử dụng cái control. Nó có hiển thị ra trực tiếp ở đây luôn này nè các bạn. Đây. Ở trong đây là nó hiển thị sẵn ở đây luôn này, khỏi vô control. Tức là ở đây là cái gì này nè các bạn, là tương ứng với cái giá trị là mấy các bạn, là 1. Đấy. Thì thay vì các bạn để cái chữ calendar year, các bạn có thể bỏ thẳng số 1 vô thì cái hàm này nó thực hiện cái thao tác nó lấy cái năm ra. Đó. Nhưng mà vấn đề là nó định nghĩa sẵn cái giá trị hàng này ở trong cái lớp calendar rồi. Thì khi mà các bạn để year như vậy, mình nhìn cái code của mình nó tường minh hơn. Thay vì các bạn để ở đây là con số 1 như thế này. Đấy, nó cũng chạy ra cái year cho mình các bạn. Nhưng mà mình để như vậy thì nhìn cái code của mình nó rõ ràng hơn. Đấy chưa? Thì bây giờ mình thử xuất cái này ra nha. System.out.println. Rồi. Tương tự bây giờ thầy muốn lấy thử cái tháng ra nha. Mình copy cái này ra. Rồi thì chỗ này mình chấm main thôi các bạn. Đấy, chấm main. Rồi mình lấy thử cái ngày ra nha. Ở đây mình chấm day. Rồi bây giờ mình chạy thử nha. Cái day này là đây nè ha, nó ra cái ngày 31 nè. Nhưng mà các bạn để ý dùm thầy cái tháng á, nó ra số 9 chứ không phải số 10 nha các bạn. Tại sao? Thì đa số là trong các hệ thống mà tháng của cái xử lý ngày tháng các bạn là nó tính từ 0 nha các bạn, để ý chỗ này nha. Nó tính từ 0. Do đó là cái số 9 nó hiện ra cái chỗ này đó thì nó chính là tháng 10 đó các bạn. Thấy chưa? Để ý chỗ đó. Thì sau này các bạn làm một số ngôn ngữ khác thì nó cũng sẽ có cái xử lý giống giống như vậy, là đa số cái tháng đều nó tính từ 0 hết nha. Rồi còn cái năm của mình là 2021 nè, thấy chưa? Thì tương tự như vậy thì các bạn có thể thấy thử lấy cái giờ. Thì ở đây đơn giản là các bạn chấm cao rồi thôi. Đấy các bạn chạy ra. Thì bây giờ là 9 giờ đúng không các bạn? Đấy thì chỗ cái giờ này nè, nó sẽ chạy ra cho mình cái kết quả là 9 giờ. Đấy. Rồi. Bây giờ các bạn muốn kiểm tra một năm nhuận. Năm nhuận thì các bạn có thể dùng cái dùng phương thức ELIP ha. Thì các bạn để ý giùm thầy nha, một cái phương thức để các bạn để ý cái cách đặt tên á. Thì tất cả các phương thức nào trong Java mà nó bắt đầu bằng chữ Y á các bạn thì thường là nó trả ra giá trị luận lý. Đấy, chữ Y là luận lý hết. Thì sau này cái tên, cái cách đặt này bên C# nó cũng tương tự như vậy. Hay là bằng một số ngôn ngữ khác nó cũng có cái quy ước đặt tên như vậy. Thì ví dụ thầy bỏ vô ở đây là 2020 đi ha. Thì cái này là năm nhuận nè các bạn. Thì mình thử cái thôi. If cái này là true đi ha. Thì mình xuất ra một câu năm nhuận. System mình bring out bring line nhuận ha. Rồi mình else system out bring line không nhuận. Rồi bây giờ mình chạy thử. Như vậy là trong trường hợp này nó sẽ xuất ra cái chữ nhuận các bạn, bởi vì năm 2020 là năm nhuận mà. Thấy chưa? Đây. Rồi bây giờ các bạn kiểm tra 2021 là năm không nhuận nè. Đấy, chỗ này nó sẽ xuất ra là không nhuận. Thấy chưa? Rồi bây giờ một minh họa nữa là cộng trừ ngày tháng. Thầy lấy ví dụ như bây giờ mình đang đứng ở ngày hiện tại đúng không? Bây giờ thầy muốn cộng thêm 10 ngày nữa, thầy coi ngày đó là ngày mấy. Thì lúc đó các bạn dùng cái ký pháp như thế này. Các bạn dùng cái C chấm gọi cái phương thức F. Thấy chưa? Thì trong cái phương thức F này các bạn có hai tham số. Thì cái tham số thứ nhất á là cái trường, tức là các bạn chỉ định mấy cái cờ này nè các bạn. Các bạn coi cái cộng đó là cộng cho ngày, cho tháng hay cho giờ. Đấy, để nó cộng vô cho mình, nó tính cho mình. Thì bây giờ mình muốn cộng theo ngày thì các bạn có thể lấy là calendar.day of day of month đi ha. Day of month là ngày của tháng. Đấy chưa? Sau đó các bạn muốn cộng thêm 10 ngày nữa chẳng hạn. Đấy, mình muốn cộng thêm 10 ngày nữa vào cái biến C này. Thì lúc đó các bạn nhìn lại cái phương thức F này ha, nó sẽ trả ra cho mình. Ở đây nó để void, tức là nó sẽ tác động trực tiếp lên cái biến C của mình nè các bạn. Hình như vậy là sau đó thầy in lại cái C nha, để thầy coi cái C này kết quả là bao nhiêu. Thì bây giờ thầy sẽ xuất ra một cái định dạng cho các bạn. Thì thầy sẽ chọn cái định dạng này thầy xuất nè. Thì thầy cũng lấy cái symbol def format luôn ha, để xuất cho các bạn xem. Đây. Rồi, mình có cái cũng là symbol def format. Được chưa? Thì các bạn gọi xuất nè, system out. Thì các bạn gọi out.println. Rồi, mình sẽ lấy là f.format. Mình truyền cái C vô. Nhưng mà chỗ này các bạn nhớ là nó cần cái dữ liệu kiểu đáp các bạn. Do đó là các bạn truyền C là một cái calendar thì nó không được. Thì các bạn có thể chấm, các bạn gọi một cái phương thức
get time à, nó sẽ trả ra cho mình một cái date luôn nè, thấy chưa? Thì lúc này nó sẽ lấy cái date nó xuất ra cho mình ha. À khoan, để thầy coi những cái format này nó hỗ trợ luôn cái thằng calendar. À rồi thôi, để cho nó chạy cái date đi. Get time này nó là trả là kiểu date đó các bạn, cái date của cái calendar thôi. Thì bây giờ các bạn xuất ra ha. À, như vậy là trước khi thầy cộng thầy xuất ra, là sau khi thầy cộng thầy xuất ra luôn để cho các bạn dễ theo dõi. Đây thầy xuất ra hai chỗ. Cái chỗ ở trên là trước khi cộng ha. Rồi cái chỗ ở dưới là sau khi cộng. Rồi thì các bạn coi nè. Đây, trước khi cộng á là nó là ngày 31 tháng 10 nè, thấy chưa? Rồi sau khi cộng thêm 10 ngày nữa đó thì nó sẽ là ngày 10 của tháng 11 năm 2021. Rồi bây giờ thầy thực hiện thầy cộng bây giờ mình cộng thêm 300 ngày nữa nha. 300 ngày. Thì lúc này nó chuyển năm mới luôn rồi, đúng không? Thì các bạn chạy thử nè. Đấy, nó chuyển là cộng 300 ngày nữa thì nó sẽ là ngày 27 tháng 8 năm 2022. Thấy chưa? Rồi bây giờ thầy cộng theo giờ các bạn, thì các bạn chỉ cần đổi cái này là hours. Bây giờ thầy cộng thêm 27 giờ nữa coi. Thì lúc này là 27 giờ nữa thì hiển nhiên là cái ngày này nó sẽ chuyển sang ngày khác rồi. Thấy chưa? Thì các bạn coi như thế này. Thì các bạn có thể xuất ra cái giờ ở đây luôn cũng được. À ở đây mình có cái giờ rồi nè ha. Thì các bạn coi như thế này. Như vậy là cộng thêm 27 giờ đó các bạn, thì nó qua ngày 1 tháng 11 và cái giờ nó là 12 giờ 49. Đấy, thì các bạn thấy là nó xử lý tính toán cho mình rất là tiện luôn. À, các bạn cũng có thể cộng theo cái đơn vị phút, minutes. Đây ha, ví dụ như mình cộng thêm 300 phút nữa coi nó ra gì. Đấy, thì các bạn chạy đây. Đấy, thì cộng thêm 300 phút nữa thì nó sẽ là 2 giờ 50 của cái cũng là trong cái ngày này, cộng thêm 300 phút nữa thì nó sẽ tính toán cho mình cái chuyện đó. Thấy chưa? Rồi, ngoài ra các bạn cũng sẽ có nhiều cái phương thức lắm. Ví dụ như bây giờ ha. À, các bạn có phương thức là get actual maximum đi ha. Thì cái phương thức này nó làm gì? À, cái phương thức này đó nó sẽ trả ra cho mình cái số ngày tối đa ở trong một cái đơn vị mà các bạn chỉ định. Ví dụ nha. Thầy lấy ví dụ như bây giờ thầy muốn kiểm tra coi trong cái này nó có bao nhiêu ngày, trong năm nay nó có bao nhiêu ngày, thì năm nay không phải là năm nhuận thì nó sẽ có 365 ngày thôi. Thấy chưa? Thì các bạn sẽ truyền vô đây là cái calendar.day of year. Thầy muốn biết là năm nay nó có bao nhiêu ngày đó các bạn. Thì năm nay không nhuận đúng không? Thì bình thường các bạn muốn đếm ngày thì các bạn kiểm tra nhuận hay không nhuận. Thấy chưa? À, như vậy là các bạn coi coi trong đây nó có bao nhiêu ngày thì các bạn xuất cái này ra nè. System.out.println. Bỏ vô đây ha. Rồi mình chạy thử. Đấy, thì năm nay nó có 365 ngày nè. Được chưa? Rồi, thì các bạn cũng có thể kiểm tra ở trong một vài cái đơn vị. Ví dụ các bạn muốn kiểm tra coi tháng 2 trong năm nay có bao nhiêu ngày. Thì thường tháng 2 nó cũng là gì các bạn? Thì nó cũng kiểm tra nếu năm nhuận thì nó có 29 ngày. Rồi tháng 2 trong năm không nhuận thì có 28 ngày. Thì sau này các bạn thay vì các bạn tự làm cái đó thì mình dùng những cái phương thức này. Nó làm sẵn cho mình rất là nhanh và rất là hiệu quả. Đặc biệt là cái thao tác cộng thời gian như thế này. Được chưa? Và trong đây mỗi thao tác xử lý so sánh thời gian, cộng trừ thời gian thì các bạn làm nãy giờ rồi, so sánh thời gian thì nó cũng làm rất là dễ luôn. Do đó là với cái dữ liệu ngày tháng thì mình sẽ dùng cái này nó rất tiện nha.